Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai tuyến đường sắt kết nối cảng biển là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Biên Hòa, Vũng Tàu, dự kiến đầu tư trước năm 2030 để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải cũng xác định việc giảm thị phần vận tải đường bộ kết nối đến cảng biển là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm chi phí logistics. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch triển khai quy hoạch mạng lưới đường sắt, trong đó tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hai tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Biên Hòa, Vũng Tàu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 để huy động nguồn lực, phấn đấu khởi công trước năm 2030. Cụ thể, tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu kết nối khu bến Cái Mép – Thị Vải đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, chiều dài khoảng 128 km, đường đôi, khổ đường 1.435 mm, vận tải hành khách và hàng hóa, tổng mức đầu tư khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Còn tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng kết nối khu vực Lạch Huyện đã cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết, chiều dài khoảng 380 km, đường đôi, khổ đường 1.435 mm. Vận tải hành khách và hàng hóa, tổng mức đầu tư khoảng 10 đến 11 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, liên quan đến việc triển khai hai dự án này, nguồn vốn đóng vai trò chủ đạo, đầu tư hạ tầng khai thác cả hàng và khách. Tuy nhiên, do tổng mức đầu tư hai tuyến đường sắt tương đối lớn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 để huy động nguồn lực đầu tư, trong đó có tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Biên Hòa, Vũng Tàu.